Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và như quý vị và các bác đã thấy thì trước mặt quý vị và các bác đây đang là đôi loa siêu chép Pioneer X200. Đây là màu nâu nhé. Vâng, các bác có thể nhìn thấy đây là màu nâu. Rất là chất luôn phải không ạ? Đẹp, cực kỳ là đẹp. Đẹp đứt tay luôn, có thể so sánh là đẹp đứt tay luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Và những cái đôi loa siêu chép này về thì các bác có thể ghép với những cái đôi loa bát 30, bát 25, cực kỳ là hiệu quả. Đấy. Và chuyên trị những cái dòng loa thiếu chép, hoặc là các bác nào mà muốn nghe những cái bản nhạc mà nó nhiều chép thêm một chút nữa, tức là tăng cường thêm những cái âm chép, âm cao. Hiện tại bây giờ thì bên em đang có còn hai đôi loa siêu chép X200 màu cà phê nhé. Các bác cũng có thể nói đây là màu nâu. Vâng, màu nâu và màu cà phê thì nó gần như là một rồi. Và các bác cũng có thể thấy là cái đôi loa siêu chép X200 này màu cà phê này thì em cũng đã có cho lên trên kênh. Và em đã làm những cái review cũng rất là kỹ rồi. Hôm nay thì bên em về được thêm hai đôi. Đấy, còn hai đôi cực kỳ là đẹp. Bác nào muốn sở hữu đôi loa siêu chép X200 này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Đây là dòng loa siêu chép Pioneer X200 và giá của nó là 1.500.000 đồng bao ship toàn quốc nhé. Và bây giờ thì em xin kính mời các bác cùng nghe, cùng thưởng thức một cái đoạn nhạc mà em hiện tại bây giờ em đang cắm đôi loa siêu Pioneer X200 này. Xin kính mời các bác cùng lắng nghe. Đông ấm vai đề phơi, ta trên bao hoa gấm đắp
Dạ vâng, và bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây. Em xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác. Bác nào đang xem video thì các bác hãy đừng quên ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận được những thông báo và những video mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video tiếp theo.